Hello, xin chào các bạn. Mình mới chế một cái bộ lưu điện cho cái cục wifi. Nó giống như cái cục UPS của cái máy tính đó. Mình chạy cái cục wifi ở nhà mình thì nó chạy được hơn 11 tiếng. Đây là cái điện nguồn ra các bạn. Khi mà cắm vào thì cái điện này nó sẽ cấp cho cái router của mình. Khi mình cắm cái sạc vô thì cái đèn nó sẽ báo chuyển trạng thái. Và hiện tại là pin nó đang hết thì nó sẽ báo cái đèn sạc màu đỏ ở đây. Khi mình rút ra thì nó sẽ chuyển về cái đèn màu vàng đó. Và hoàn toàn là cái router wifi mình nó sẽ không bị tắt khi mà mình đóng ngắt cái nguồn ha, tự động nó sẽ sạc và khi sạc đầy nó sẽ tự ngắt. Rồi không dài dòng nữa thì mời các bạn cùng xem cái bộ UPS router wifi của mình như nào nha. Rồi chúng ta sẽ thiết kế cái mạch điện dựa trên cái sơ đồ khối này ha. Chúng ta sẽ thiết kế cái phần quan trọng nhất là cái bộ switch để chúng ta chuyển đổi giữa cái nguồn của adapter với cái nguồn battery. Khi mà có cái nguồn adapter thì chúng ta sẽ ngắt cái nguồn từ cái pin ra cái cổng vào router wifi. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái bộ sạc để sạc vô trong cái cục pin của chúng ta. Để thiết kế cái bộ switch này các bạn, thì mình cũng đã thiết kế rất là nhiều những cái cấu trúc mạch điện khác nhau và cũng thất bại rất là nhiều. Rồi cuối cùng mình đúc kết là mình sử dụng rất là đơn giản bằng mình transistor và điện trở như cái cấu trúc này thôi. Thì cái bộ sạc này cũng là cái bộ sạc mình tự thiết kế. Mình có thể sạc được với cái dòng điện theo ý muốn của mình, với cái điện áp mình mong muốn. Trong cái video này sẽ không có đủ thời lượng để mình giải thích tất cả, nên mình sẽ làm riêng một cái video nói rõ về cái vấn đề tạo những cái mạch sạc cho những cái bình pin và những cái bình acquy một cách đơn giản và cực kỳ dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lắp ráp cái wifi UPS mà từ đầu video chúng ta đang nói tới. Phải bóc. Ta cũng có 3 bình pin nữa, 3 bình pin mỗi bên. Thank you.
nha. Như vậy là thành công rồi các bạn nha. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bộ sạc đa năng bằng những linh kiện rời. Chúng ta có thể sạc bất kỳ một cái loại pin nào, nhưng mà cái lắp ráp thì lại cực kỳ đơn giản. Mời các bạn hãy đón xem nha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Nếu mà các bạn nào thích về độ chế thì hãy xem cái danh sách này. Còn nếu các bạn nào muốn học thêm về những cái kỹ năng về điện điện tử, ví dụ như hàng xì như thế nào, hay là sử dụng đồng hồ VOM, hay những cái tính năng của đồng hồ VOM, thì các bạn hãy xem cái danh sách ở dưới đây. Còn nếu mà các bạn thích mà những cái mạch điện ứng dụng thực tế trong đời sống thì hãy xem những danh sách này.